Ước nguyện cho mọi người, hôm nay ngày 10 tháng 5 mình có một số cây sống khỏe giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây Hà Châu mã A1. Cây dáng trực. Cây này có hoàn thân là 13, chiều cao 70. Giá 450 bao ship. Cây có hoành là 13, chiều cao 70, giá 450 bao ship, cây Hải Châu mã A1. Tiếp theo là cây Sơn Trà mã A2. Cây này có hoành thân là 44, chiều cao 50, tán ngang 50. Giá 850 bao ship. Cây có thể chơi được hai mặt, giá trị 850 mình bao ship. Cây Sơn Trà mã A2, hoàn thân 44, chiều cao 50, tán ngang 50. Tiếp tục là cây Hải Châu mã A3, cây này có chiều cao là 60. Cây A3 giá 500 bao ship. Kích thước thân thì tầm ngón tay của mình. Cây có chiều cao là 60, giá 500 bao ship. Cây Hà Châu mã A3, chiều cao 60, giá 500 bao ship. Tiếp tục là cây Linh Sam mã A4. Cây này là cây Linh Sam siêu bông, cây rin. Hoành tổng hai thân là 20, hoành mỗi thân là 13. Chiều cao 45, tay cành là nuôi rất là già. Tay kích thước tay cành thì gần bằng ngón tay của mình. Cây Linh Sam mã A4. Giá 900 bao ship. Hoành tổng hai thân là 20, chiều cao hoành thân mỗi thân 13, chiều cao 45, hai thân lắc rất là duyên. Cây Linh Sam mã A4 giá 900 bao ship. Tiếp tục là cây Linh Sam mã A5. Cây này là cây Linh Sam song hình, cây rin. Hoành à, thân là 13, chiều đổ đo từ đây đổ xuống là 75, giá 900 bao ship. Một cây nuôi lâu năm, giá trị 900 mình bao ship. Cây Linh Sam mã A5, cây song hình, cây rin.
Lô A6 bao gồm một cây trà Phúc Kiến và một cây trang rừng. Cây trang rừng rất là hay. Cây có cây thần quái. Thần xoắn hình rụt gà, rất là quái. Cây là cao 30 và cây là cao 45. Cây trà Phúc Kiến đang có trái trên cây, trái rất là nhiều. Giá cả lô 2 cây là 300 bao ship. Lô cây mạ A6, cây trà Phúc Kiến và một cây trang rừng. Hoành thân cây này thì tầm 10 xăng, cây không lớn, cây trái rất là nhiều. Lô A6, một cây trang rừng và một cây trà Phúc Kiến, giá cả lô 2 cây là 300, bao ship. Tiếp tục là cây sơn trà mã A7, cây này còn đang thời gian nuôi phôi nên bộ đế lắp phía dưới. Cây đế tỏ đều, hoành thân là 20, chiều cao 40, cây sơn trà mã A7, giá 300, bao ship. Phần đế lắp phía dưới rất là đẹp, hoành thân 20, chiều cao 40, giá 300, mình bao ship. Cây sơn trà mã A7. Cây đã định hình sơ một nước dây. Và cây cuối cùng trong clip là cây sơn trà mã A8. Cây này có hoành thân là 23, chiều cao 38. Giá 250 bao ship. Cây sơn trà A8 là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ 0888 56060. Đó là số Zalo của mình.